trong tiếng Anh có bao nhiêu cấp độ và trình độ của bạn hiện tại đang ở đâu, và mỗi cấp độ như vậy có ý nghĩa như thế nào, làm thế nào để hiểu, để biết, thì tôi mời các bạn cùng theo dõi hết video này để cùng khám phá nhé. Đầu tiên, theo chuẩn của CEFR, viết tắt là chữ Common European Framework of Reference, thì tiếng Anh có tổng cộng là 7 cấp độ: Pre-A1, A1, A2, B1, B2, C1 and C2 nha các bạn ha. Đầu tiên là Pre-A1. Ví dụ bây giờ tôi học tiếng Hy Lạp nha các bạn, tôi không biết một chữ nào luôn, không biết bạn chữ cái, không biết số đếm, không biết gì hết trơn á, thì tôi làm tờ giấy trắng trong tiếng Hy Lạp, đó là tôi là theo tiếng Việt ta hay nói là mất gốc hay gọi là A0, nghĩa là theo chuẩn của CFR nghĩa là Pre-A1. Sau một thời gian tôi tìm hiểu, tôi mày mò, tôi đi học một chút xíu thì tôi lên được A1. Thì A1, A1 có nghĩa là Elementary, sơ cấp. Trong tiếng Anh, sơ cấp thì bạn sẽ biết được bạn chữ cái, số đếm, biết được những khái niệm cơ bản như là số nhiều, số ít, thì hiện tại đơn. Và bạn nói được những mẫu câu khá cơ bản như là giới thiệu về bản thân mình, như tên, tuổi, sở thích, nhà mình ở đâu, địa chỉ, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, bạn còn rất bị giới hạn nhiều lượng từ vựng, bạn còn nói sai về ngữ pháp, phát âm bạn chưa nói chuẩn, và bạn cần phải học lên, đặc biệt nhất là lớp cơ bản. 3 tháng sau, bạn luyện tập chăm chỉ và bắt đầu bạn nhảy lên một cấp bậc tiếp theo, chính là A2, hay còn gọi là Pre-Inter, dịch tiếng Việt gọi là tiền trung cấp. Ở tại level này, bạn đã hiểu thế nào là IPA, bạn phát âm, bạn đã có thể nói được những mẫu câu cơ bản khá chính xác với độ chuẩn của phát âm khoảng 70-80%. Tuy nhiên, về phát âm, khi bạn nói về thì quá khứ, bạn vẫn còn bị sai nè. Và lượng từ vựng của bạn cũng chưa đủ phong phú, nhất là bạn bị thiếu những từ vựng theo topic chuyên môn. Mẫu câu bạn nói ra thường là những mẫu câu đơn, và bạn cảm thấy rất khó khăn khi giao tiếp những tình huống nhanh và phức tạp, và bạn vẫn còn mong muốn để học lên để còn cải thiện mình. Và không ngừng cải thiện, bạn tiếp tục học thêm một khóa nữa, rèn luyện thêm một thời gian nữa, thì bạn vươn lên hệ B, hay gọi là B1 and B2. B1 và B2 nằm trong cái phần gọi là Independence, là giao tiếp độc lập rồi các bạn. B1 có nghĩa là Intermediate, nghĩa là trung cấp. Yeah. Lúc này bạn đã có thể giao tiếp độc lập một cách cơ bản với những chủ đề phổ biến như là công việc, đi du lịch, sở thích, mua sắm, ra rạp chiếu phim, bạn có thể hỏi giá, hỏi vé. Bạn đã nắm được khá là nhiều thì trong tiếng Anh và sử dụng khá trôi chảy những thì cơ bản. Lượng từ vựng của bạn dao động khoảng từ 2.000 cho đến 3.000 từ vựng. Thế nhưng, mỗi khi bạn đứng trước đám đông, bạn present về một dự án nào đó trong chuyên môn sâu sắc, ở công ty hoặc là đối gặp khách hàng, bạn lại lo lắng, bạn lại lo sợ. Bởi vì khi bạn nói câu phức, câu dài, bạn không thể nào nói trôi chảy được, bạn bị thiếu từ chuyên môn. Và những câu phức, những điểm ngữ pháp nâng cao, bạn chưa thành thạo được. Và bạn có biết rằng, trình độ B1 cũng tương đương với IELTS từ 4 chấm cho đến 5 chấm. Tương đương thôi nha các bạn, bạn muốn đạt được IELTS, bạn phải luyện thi nhiều hơn ha. Đặc biệt có một tin vui cho các bạn, bạn nào mà đang trình độ mất gốc nè, cơ bản A1, A2, A1 nè, thì bạn đừng lo, bạn muốn tìm một khóa học phù hợp thì bạn có thể đến với Sinh Nguyễn là từ có những cái buổi chia sẻ phương pháp miễn phí rất là hay, giúp cho các bạn có thể học một cách rất là hiệu quả. Quay trở lại, chúng ta sẽ đến với level B2 hay còn gọi là Upper Intermediate, bạn có thể dịch là trên trung cấp hay là trung cấp nâng cao đều phù hợp. Thì tại levels này, lượng từ vựng của bạn đã hơn 3.000 từ. Bạn đã có thể giao tiếp rất thoải mái và không có quá nhiều khó khăn khi gặp người bản xứ ở những chủ đề phổ biến trong cuộc sống. Bạn cảm thấy mình tự tin khi đi phỏng vấn, đi xin việc, và bạn có thể đọc được những văn bản ở tầm trung với độ khó. Vấn đề ở đây là gì? Bạn bắt đầu bước vô môi trường đại học, bạn bắt đầu bước đi du học và bạn gặp khó khăn khi bạn thiếu từ vựng học thuật. Bạn không thể đọc được những nghiên cứu khoa học, bạn cũng không đọc được những bài báo sâu sắc. Và nếu như người bản xứ họ dùng những từ vựng mang tính chất bản xứ rất cao hoặc là học thuật thì bạn lại không hiểu. Đó là tại sao mà sau B2 đi phục vụ được cho nhu cầu cuộc sống, thì những ai có nhu cầu học trở thành giáo viên tiếng Anh, đi du học ở một môi trường đại học mang tính học thuật cao, hoặc là các bạn muốn trở thành phiên dịch viên, thì bạn hãy cố gắng nỗ lực học lên C1. Và C1 có nghĩa là Advanced, nghĩa là nâng cao nha các bạn ha. Thì tại trình độ C1, trình độ IELTS của bạn tương đương khoảng 7.0. Yeah. Nhưng bạn cần hiểu một chuyện, từ B1 mà lên C1 các bạn là một quá trình nỗ lực và khá là lâu, đòi hỏi bạn phải học liên tục. Và tại trình độ C1 thì bạn đã có thể sử dụng tiếng Anh na ná gần như là người bản xứ. Ngữ pháp bạn sử dụng khá là trôi chảy và lưu loát. Bạn có thể đọc những bài văn dài, học thuật mà bạn cảm thấy hiểu được rất là thoải mái. Và cuối cùng, level mơ ước của tất cả mọi người chính là C2, hay còn gọi là
proficient, thành thạo, nghĩa là thành thục với bạn. Bạn tiệm cận gần như na ná một người bản xứ hoàn toàn các bạn. Bạn có thể ứng biến, giao tiếp, thuyết trình, trình bày ở hầu hết mọi tình huống, từ dễ cho đến rất phức tạp, hoặc là cực kỳ phức tạp. Đó là như vậy. Và nó tương đương với IELTS khoảng từ 8 chấm cho đến 9 chấm. Thì tóm lại, học tiếng Anh là một con đường dài, và chúng ta hãy bắt đầu bằng trình độ A1. Và Tường có những tài liệu rất là hay cho bạn có thể nâng cao 4 kỹ năng của mình theo step by step, có hệ thống và đo lường được. Ví như đó là đọc và nghe hệ thống chuyển bút Holmes. Bạn cũng có thể dùng phương pháp Listening Dictation, đó là chép chính tả, để mà cải thiện khả năng nghe của mình, tăng band điểm của mình lên, tăng trình độ của mình lên. Ngoài ra, tại Simple English, tụi mình còn chia sẻ một phương pháp độc quyền, đó là phản xạ Resta, giúp cho bạn có thể cải thiện khả năng phản xạ của mình, nói chính xác về phát âm và ngữ pháp ngay từ lúc mới học luôn. Và Tường rất mong các bạn hãy đến Simple English tìm hiểu phương pháp này và được học thử miễn phí. Đặc biệt, bạn nào cảm thấy mình học lâu rồi mà mình không biết mình đang ở đâu hết trơn, thì các bạn đừng ngần ngại, hãy cứ inbox cho Simple English cho Tường. Bạn sẽ được test level miễn phí online, offline, và tụi mình sẽ feedback cho các bạn là bạn đang ở đâu, như thế nào, theo từng kỹ năng của các bạn. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Hãy chia sẻ và lan tỏa video này nếu như nó đem lại thông tin hữu ích cho bạn. Bye bye.